chào tất cả các bạn sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp số liệu trên phần mềm kế toán Photoshop việc đầu tiên chúng ta à, cần làm là chúng ta sẽ phải kiểm tra số liệu trong việc kiểm tra số liệu đầu tiên chúng ta sẽ à, kiểm tra bảng cân đối phát sinh các tài khoản à, trong này chúng tôi làm số liệu ví dụ nằm trong tháng 1 nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể eh, quyết toán số liệu tháng 1 trên phần mềm. Chúng ta chọn nhận. Các bạn lưu ý là các bạn chọn từ mùng 1 đến ngày 31 tháng 1 và sau này khi kết chuyển tự động tất cả các cái bút toán kết chuyển hoặc là những cái chứng từ hạch toán trung gian thì các bạn biết là chúng ta các cái chứng từ đấy sẽ được ghi vào ngày cuối của tháng quyết toán. Ví dụ ở đây thì các cái chứng từ quyết toán sẽ được ghi vào ngày 31 tháng 1 ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để kiểm tra Trước tiên là các bạn nhìn thấy trên bảng cân đối phát sinh tài khoản khi các bạn nhìn thấy có những điều bất ngờ Ví dụ như là khi các bạn nhập số liệu mà thấy các tài khoản như tài khoản từ 111, 112, 152 hoặc là các tài khoản 154 rồi là tài khoản 211 các bạn nhìn thấy mà có số dư bên có thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại số liệu tại vì các tài khoản này là số dư không có lúc nào là nó có thể là nằm bên dư có của tài khoản à, khi các bạn à, xem bảng cân đối phát sinh thì các bạn lưu ý là ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở đây là à, bắt đầu từ trên xuống dưới à, chúng ta nhìn thấy kiểm tra tài khoản 133 à, các bạn lưu ý là đối với tài khoản 131 và tài khoản 31 tài khoản 311 là những tài khoản công nợ những tài khoản công nợ này đặc biệt các bạn lưu ý là sẽ phải các bạn sẽ phải kiểm tra trong suốt cái quá trình các bạn làm số liệu kế toán tức là tại mọi thời điểm các bạn đều phải kiểm tra cái bảng cân đối phát sinh công nợ và chi tiết công nợ của từng khách hàng có nghĩa là đến thời điểm quyết toán thì các bạn phải chắc chắn rằng cái công nợ của bạn là chính xác và các bạn uh, cũng như là cái tài khoản thuế 133 với cái tài khoản tài, tài khoản thuế 333 các bạn lưu ý là hàng tháng các bạn thường xuyên kê khai cái thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra. Các bạn nhập số liệu trong phần mềm kế toán thì các bạn phải biết rằng nó luôn chính xác với tờ khai thuế của các bạn và uh, tại thời điểm quyết toán số liệu thì các bạn không được để lệch những cái số liệu này. Nếu mà để lệch những cái số liệu này thì các bạn sẽ phải kiểm tra cho các cái số liệu này trước khi các bạn chạy quyết toán số liệu. <laughs> Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta nhìn thấy là cái số thuế giá trị gia tăng đầu ra chỉ có 44 triệu Nhưng mà cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào là đến 57 triệu 300 Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện một cái bút toán gọi là bút toán khấu trừ thuế Ở đây là cuối mỗi tháng chúng ta đều thực hiện cái việc là quyết toán uh, Hạch toán các cái chứng từ khấu trừ thuế giữa đầu ra và đầu vào Các bạn lưu ý là ở đây cái số liệu thuế đầu ra nó ít hơn số liệu thuế đầu vào nên cái việc các bạn sẽ phải hạch toán ghi nợ tài khoản 333 và ghi có tài khoản 133 các bạn lưu ý là sẽ ghi theo cái số phát sinh đối với cái tài khoản 133 thì các bạn lưu ý là các bạn ghi theo số dư nợ và à, đối với tài khoản 333 thì các bạn ghi theo số phát sinh có nghĩa là các bạn thấy như số phát sinh ở đây là của 33 là 44 triệu và số dư nợ của tài khoản 133 là 57 triệu thì các bạn hiểu rằng là các bạn vẫn còn được khấu trừ vẫn còn được khấu trừ sau khi đã trừ đi 57 triệu trừ đi 44 triệu này như vậy các bạn sẽ phải làm một cái chứng từ phiếu kế toán để hạch toán khấu trừ thuế bằng cách là các bạn ghi nợ tài khoản 333 bằng số giá trị bé hơn ở đây là năm bảy triệu lớn hơn bốn triệu nên các bạn ghi vào nợ vào đây là bốn bốn triệu như vậy là số dư nợ số dư tài khoản ba sẽ hết số dư và ghi có vào tài khoản một ba ba bốn triệu thì sẽ còn dư ở đây khoảng 13 ba triệu ba trăm nghìn à, gì đấy thì chúng chúng tôi sẽ thực hiện ngay cái việc kiểm tra số liệu như thế này. Các bạn nhìn thấy tiếp theo là có tài khoản 211 có nghĩa là có phát sinh tài sản uh, tăng trong kỳ và đối với số liệu của các bạn thì có thể có cả số dư đầu kỳ. Và ở đây có tài khoản 242 là tài khoản chi phí trả trước uh, ngắn hạn, uh, dài hạn thì các bạn lưu ý là uh, đối với những tài khoản này thì trong kỳ quyết toán các bạn đều phải phân bổ cái giá trị khấu hao tài sản và phân bổ cái giá trị phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước. Đầu tiên chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là à, hạch toán khấu trừ thuế Việc thứ hai chúng tôi sẽ tính toán cái phần à, khấu hao tài sản và phần phân bổ công cụ, công cụ để có thể à, phân bổ chi phí à, phân bổ chi phí vào các cái tài khoản phí thì các bạn lưu ý là à sau khi làm xong các cái chứng từ số liệu ở đấy thì chúng ta sẽ phải còn kiểm tra một cái nữa là cái kiểm tra cái tổng hợp nhớ tồn chúng ta à cần phải để ý trong các cái trường hợp như ví dụ như các bạn thấy là uh, trường hợp số liệu nhập tồn thì các bạn thấy có những lúc là uh, cái số dư cuối kỳ nó bị âm thế thì uh, có thể có những cái trường hợp các bạn xuất quá số lượng chương trình vẫn có những cái chức năng để kiểm soát các bạn việc xuất âm số liệu nhưng mà uh, chỉ có cảnh báo hoặc là không cho xuất thì nhưng mà uh, đối với các cái trường hợp các doanh nghiệp uh, nhập xuất thì thường là các bạn làm xuất trước các bạn đấy sau cái các bạn mới 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 bổ sung chứng từ để làm nhập thế nên là nhiều khi các bạn có thể quên hoặc là cái không không nhập số liệu vào trong máy thì các bạn lưu ý là có những trường hợp uh, số tồn cuối và số dư cuối của tổng hợp nhập tồn bị âm đầu tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn lập phiếu kế toán hạch toán khấu trừ thuế chúng ta uh, hạch toán như sau uh, chúng ta chọn mới hạch toán khẩu trừ thuế ở đây các bạn ghi nợ tài khoản 33 chúng ta ưu tiên dòng ghi nợ phía trên chúng ta cũng có thể đánh dòng ghi có trên nhưng mà theo nguyên tắc kế toán thì chúng ta ghi nợ trước ở đây là 44 triệu các bạn enter tiếp tục ở đây là 133 như vậy là các bạn đã hạch toán xong cái phần thuế Các bạn có thể thoát ra và các bạn quay lại cái bảng cân đối phát sinh Các bạn sẽ nhìn thấy là à, Các bạn sẽ nhìn thấy là số liệu tài khoản 33 đã hết số dư Ở cột nợ cuối kỳ và có cuối kỳ đã hết số dư Và chúng ta vẫn còn được khấu trừ thuế là 13 triệu 300 nghìn ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp cách thức để các bạn theo dõi cái tài sản cố định. Đầu tiên chúng ta vào cập nhật thông tin tài sản cố định để để xem chúng ta đã khai báo đầy đủ chưa. Ở đây có của các bạn có thể là rất nhiều các cái tài sản khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy có tài sản ở đây và chúng ta bắt đầu tính khấu hao ở đây chúng tôi đã ví dụ là đã khấu hao tính đã tính khấu hao tháng 1 nên là khi việc chúng ta tính khấu hao tài sản cố định tháng 1 chương trình sẽ hỏi ngay là các bạn đã có tính khấu hao tháng 1 rồi có tính lại không chúng ta chọn có thì sau đấy các bạn vào báo cáo kế toán chi tiết các bạn vào bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định ở đây sẽ cho các bạn biết là tài khoản nào đối với tài khoản nào bao nhiêu tiền từ cái phần khai báo tài sản cố định thì cái phần tài sản cố định phần công cụ dụng cụ về về chứng từ nó hoàn toàn về số liệu nó hoàn toàn độc lập so với cái sổ sách kế toán nhưng mà khi các bạn hạch toán thì các bạn lưu ý là chỉ có cái bút toán này ghi có tài khoản à, 214 về cái nợ tài khoản chi phí thì nó bắt đầu mới gắn kết với cái báo cáo tài chính cái phần tài sản cố định phần công cụ dụng cụ các bạn có làm hay không làm trong phần mềm thì nó cũng chả không 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 phải là cái phần nó liên kết trực tiếp số liệu với bộ báo cáo tài chính uh, các bạn nhìn thấy ở đây là có 4 triệu 097 Ch chúng tôi bôi đen và sử dụng phím cô con control enter con uh, control C để copy chúng ta uh, lưu ý là cái việc khấu chích out tài sản cố định vào tài khoản 154 đối với quyết định 18 các bạn sẽ phải tự phân bổ theo từng công trình Ví dụ như ở đây chúng tôi ghi là trích khấu hao tài sản cố định ở đây chúng tôi ghi tài khoản 154 154 cho công trình thứ nhất ví dụ tôi phân bổ vào là một triệu rưỡi à, của công trình thứ nhất là mã phí là 627 của công trình thứ hai 154 là tôi phân bổ thêm một triệu rưỡi công trình thứ hai chúng ta xóa mã công trình chọn công trình số 2 627 tiếp bạn tiếp tài khoản 154 ở đây các bạn sẽ phải ghi cái phần còn lại của giá trị ở đây các bạn lưu ý là có 4 triệu 137 000 mà tôi lúc nãy vừa copy thì các bạn nhìn thấy là ở đây thì chúng ta sẽ trừ đi 3 triệu như vậy là ở đây chỉ còn 1 triệu Tất nhiên cái việc tính toán đấy các bạn sẽ phải tính sẵn rồi các bạn đánh vào chứ không phải là sử dụng các cái chức năng copy như như tôi À, ở đây tiếp theo các bạn ghi là 21412 Các bạn lưu ý là cái phần này là phần máy móc thiết bị nó tương ứng với tài khoản hai Nên là các bạn khấu hao các bạn cũng phải đánh vào là 21412 Cái việc thạch toán cái này chính xác năm uh, nhằm cho cái việc sau này các bạn lên cái bao thuyết minh và có thể chính nó vào đúng số liệu Chúng ta lưu chứng từ lại như vậy là các bạn đã biết được cách thức để có thể phân bổ thể, thể khấu hao tài sản cố định ở đây chúng ta tiếp tục theo dõi cái công cụ dụng cụ. Ở đây các bạn thấy là máy tính sách tay. Đấy, cái máy tính sách tay này nó sẽ được phân bổ vào tài khoản của bộ phận chi phí quản lý. Chúng ta tính phân bổ theo tháng. Thế chọn nhận. Các bạn có thể vào bút toán phân bổ khấu hao, các bạn nhìn thấy là tài khoản 6422 đối với tài khoản 242 369.000. Chúng ta ấn bôi đen và ấn Ctrl C copy. Chúng ta vào tiếp chứng từ phiếu kế toán. Chúng ta nhập mới. Check phân bổ. Công cụ dụng cụ các bạn ghi vào là 6422. Ở đây các bạn Ctrl C để copy vào trong trường hợp hạch toán là tài khoản phí là tài khoản chi phí quản lý các bạn không cần phải phải các bạn không cần phải chọn công trình và mã phí. Ở đây thì các bạn thấy là chúng tôi đã hạch toán và ghi có tài khoản 242 việc tiếp theo các bạn cần kiểm tra là các bạn vào bảng tổng hợp chi phí giá thành các bạn phải biết được là à, tổng cái tài khoản 154 tức là tổng chi phí tổng chi phí ở đây các bạn nhìn thấy là cái 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 tổng chi phí này là có một cái dòng tổng cuối cùng là 225 triệu nó phải bằng cái phát sinh nợ ở bên tài khoản 154 của bảng cân đối phát sinh Các bạn có thể nhìn thấy thế tôi lấy ví dụ ví dụ bây giờ tôi sửa lại một cái chứng từ tôi ấn F5 ở ngay các bảng các đối phát sinh tài khoản tôi sửa ngay cái chứng từ này các bạn ví dụ cái chứng từ phiếu chi tiền mặt này tôi không đưa mã công trình vào ví dụ như thế thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây bảng cân đối phát sinh thì vẫn phát sinh là 225. Nhưng trong cái trường hợp đấy thì bảng giá thành nó sẽ không lên đủ. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ thiếu đi. Ở đây các bạn thấy là chỉ tổng chi phí được 193 có nghĩa là cái tổng chi phí trong tài khoản 14 154 nó thiếu so với cái uh, 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 nhiều hơn so với cái bảng tập hợp chi phí giá thành. Chúng ta phải hiểu ngay cái trường hợp đấy là chúng ta một chúng ta quên vào mã công trình hai chúng ta quên vào mã phí khi chúng ta vào một năm nhưng mà chúng ta vẫn quên vào mã phí của từng yếu tố chi phí thì chương trình cũng sẽ không 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 hiện ra cho các bạn là cái 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 số liệu sẽ được đưa vào bảng uh, tổng hợp giá thành khi các bạn ấn F5 lên để xem ở dòng tài khoản 154 các bạn nhìn thấy nhìn thấy ngay là có một cái dòng tài khoản dòng chứng từ là phiếu chi số 83 và các bạn nhìn thấy là cái ô mã công trình bị trống có nghĩa là các bạn hiểu rằng cái chứng từ này không được vào mã công trình chúng ta kích đúc vào dòng này và chúng ta bắt đầu sửa à, ở đây chúng ta vào công trình 001 đó là tôi ví dụ các bạn như thế để cách thức các bạn có thể sửa bây giờ các bạn quay lại cái bảng cân đối phát sinh bảng giá thành công trình thì các bạn nhìn thấy là đã đủ chi phí 225 triệu bây giờ tôi xin uh, hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn uh, xác định là cái 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 việc là các bạn sẽ phải kết chuyển lên 632 bao nhiêu các bạn lưu ý là muốn biết được cái tài khoản 154 là mở 511 là cái doanh thủ trình nó vào đây hay không ấy thì các bạn phải khai báo các cái bút toán kết chuyển tự động và chúng ta sẽ kết chuyển một số các cái bút toán để có thể là là kết chuyển một số bút toán để lên hết cái bảng báo cáo giá thành sau đấy chúng ta xác định giá trị để kết chuyển lên 632 chúng ta chọn năm à, 2014 các bạn nhìn thấy là chúng tôi đã khai báo sẵn một trong các cái bút toán kết chuyển tự động thì như ở đây chúng ta sẽ xóa chúng ta làm lại từ đầu ở đây các bạn lưu ý là đối với bút toán kết chuyển tự động các bạn ấn F8 để xóa và các bạn chỉ khai báo một lần và sử dụng cho năm này qua năm khác ví dụ như sang năm khi các bạn vào cái mục khai báo bút toán kết chuyển tự động thì, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã cọp sẵn từ năm trước sang như vậy chúng tôi sẽ xóa hết các bút toán kết chuyển tự động Tới đây chúng ta bắt đầu ở nét 4. Đầu tiên chúng ta sẽ phải khai báo là, à, tôi khuyên các bạn là, trước tiên các bạn sẽ khai báo kết chuyển chi phí trước, các cái bút toán kết chuyển chi phí. Và sau đấy là các bạn khai báo các cái bút toán kết chuyển doanh thu và cuối cùng là bút toán kết chuyển lãi. Ở đây chúng tôi sẽ ghi là kết chuyển à, chi phí bán hàng. Ở đây là ghi nợ 911, ghi có 64... 21 Chúng ta chọn loại cái chuyển Tức là các bạn lưu ý là khi các bạn ghi có nhé, Bình thường cái tài khoản 6421 là nó phát sinh nợ Bây giờ chúng ta phải ghi có Và ghi nợ 911 để cho cái chuyển hết số dư Và các bạn ghi vào tài khoản có là 421, uh, 6421 Thì các bạn lưu ý là số 1 các bạn cái chuyển từ tài khoản có sang tài khoản nợ Có nghĩa là số liệu đi từ tài khoản có sang tài khoản nợ Số liệu sẽ đi từ tài khoản 6421 sang tài khoản 911 nên chúng ta sẽ chọn là số 1 ở đây chúng ta khai báo tiếp là chi phí chi phí quản lý 6422 thực ra cái cái bút toán này các bạn có thể khai báo một bút toán là kết kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh là các bạn ghi 642 và ghi nợ 911 không cần phải tách ra hai bút toán <laughs> kết chuyển chi phí tài chính các bạn ghi vào đây là tài khoản 635 sau đây các bạn ghi tiếp là chi phí khác tám một một các bạn có thể ghi vào là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821 Sau khi các bạn nhìn thấy là chúng tôi đã khai báo có 5 bút toán như này Và sẽ còn một cái bút toán nữa là bút toán kết chuyển giá vốn Tài khoản 632 các bạn lưu ý là ở cái tài khoản 632 lên một là cái doanh nghiệp kinh doanh chế lắp thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc khai báo là cái chuyển theo công trình đánh số 1 vào cái dòng cái chuyển theo công trình như vậy chúng ta khai báo xong cái phần chi phí các bạn lưu ý là sau này có thể có nhiều các cái bút toán kết chuyển khác nên là cái số thứ tự ở đây là số 6 thì chúng tôi sẽ khai báo các cái tài khoản doanh thu bắt đầu từ số 10 kết chuyển doanh thu doanh thu ở đây chúng ta thì ghi nợ 511 khi có 911 và cái này các bạn lưu ý là đối với tài khoản các khoản doanh thu chúng ta khai báo đây là số 2 và kết chuyển là đương nhiên là theo công trình cái doanh thu thứ hai mà chúng tôi nói là doanh thu hoạt động tài chính là 515 Năm, một năm thì các bạn lưu ý là sẽ không kết chuyển cho công trình một cái doanh thu nữa chúng ta phải khai báo đây là doanh thu khác 711 sau đây chúng ta khai báo bút toán kết chuyển cuối cùng là bút toán kết chuyển lãi cái nợ 911 4212 Ở đây lưu ý các bạn là đối với cái bút toán lãi thì các bạn không cần khai báo hai bút toán lãi hoặc lỗ, các bạn chỉ cần khai báo số 3 là tự động chương trình sẽ tính toán ra là số dư nợ hay số dư cỏ để có thể eh, kết chuyển sau khi các bạn khai báo xong các bạn ấn kép để thoát ra các bạn chọn thực hiện một toán kết chuyển tự động ở đây chúng ta sẽ chọn tất cả các bút toán bằng phím Ctrl A hoặc là các bạn dùng phím cách tức là phím space để các bạn đánh dấu từng bút toán một sau đấy các bạn trừ đi cái bút toán lãi tức là cái bút toán lãi chúng ta sẽ kết chuyển ở cuối cùng ở đây chúng tôi sẽ kết chuyển các bút toán còn lại trừ bút toán lãi chúng ta ấn F4 trên bàn phím sau khi đánh dấu Chúng ta chọn từ tháng 1 đến tháng 1. Các bạn nhìn thấy là chương trình nhận thông báo là đã thực hiện xong. Rất nhanh. Các bạn có thể vào bảng cái đối phát sinh tài khoản. Các bạn nhìn thấy là hiện nay là doanh nghiệp đang lãi 408 triệu. Các bạn nhìn thấy còn thiếu điểm gì? Ở đây chúng tôi nói với các bạn là các bạn chưa kết chuyển giá vốn của công trình. Sau khi các bạn có doanh thu là 440 triệu thì các bạn chưa thấy xác định cái giá vốn 632 của từng công trình ở đây chúng ta sẽ vào bảng cân đối phát sinh tài khoản à, bảng báo cáo giá thành công trình xây lắp à, theo quyết định 18 các bạn sẽ nhìn thấy là à, chúng ta đã kết chuyển tài khoản 511 thì có nghĩa rằng là tài khoản 511 đã lên ở trong bảng giá thành và theo từng công trình cụ thể các bạn nhìn thấy là ở đây khi các bạn kết chuyển là xác định cái giá trị sản phẩm sẽ lắp hoàn thành ấy, thì các bạn lưu ý là đối với cái công trình này các bạn nhìn thấy là số dư cuối kỳ là 221 nhưng mà doanh thu trong kỳ chỉ được 440 triệu à, chỉ được 40 triệu thì các bạn thấy là cái công trình phía trên đấy thì nó lại có là 365 triệu chi phí và 400 triệu doanh thu các bạn có thể nếu như công trình này là công trình còn dở dang tức là đang thực hiện thì các bạn có thể trừ lại một triệu ở đây còn lại số còn lại các bạn kết chuyển lên hết 632 nhưng mà trong trường hợp là ta ví dụ là cái công trình này đã hoàn thành và cái doanh thu này chắc chắn trừ đi cái 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 cái, cái tổng chi phí này các bạn sẽ có được cái lãi như vậy các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ kết chuyển cái công trình bên phía dưới là à, lên tài khoản 632 là 40 triệu và cái chuyển công trình phía trên là 365 triệu đối với cái trường hợp mà cái chuyển các cái tài khoản từ 154 lên 632 thì các bạn không thể sử dụng bút toán kết chuyển tự động vì bút toán kết chuyển tự động chỉ xác định giá trị là của tài khoản đấy và khi đã kết chuyển tự động có nghĩa là hết số dư chương trình sẽ không hiểu các bạn sẽ để lại số dư dở dang bao nhiêu ví dụ tôi lấy ví dụ cho các bạn chỉ kết chuyển có 40 triệu thì rõ ràng ở đây vẫn còn hơn 180 triệu ừ, tức là vẫn còn dở dàng vào năm sau Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc này và các bạn muốn chính xác các bạn sẽ phải in ra ngoài các bạn đánh vào ở trong một toán kết chuyện tự động. Bây giờ tôi sẽ copy dòng này. Tổng chi phí này, con cái số 40 triệu này tôi có thể nhớ trong quá trình hạch toán, cập nhật số liệu, chứng từ tổng hợp, phiếu kế toán. Ở đây chúng ta thoát chọn nhập mới. Đây các bạn ghi là hạch toán giá vốn công trình ở đây các bạn lưu ý là tôi sẽ đánh tài khoản 632 trước phát sinh nợ là cái đầu tiên tôi đã copy ở bên bảng giá thành mà công trình 001 chúng tôi chỉ cần đánh mỗi một ký tự chương trình sẽ tự hiện ra ở đây các bạn không cần mạng phí tiếp theo các bạn hạch toán tài khoản 154 của công trình này các bạn lưu ý là ở cái cột nhóm định khoản này chúng ta công trình thứ nhất chúng ta đánh nhóm định khoản là uh, tiếp theo dòng thứ ba chúng ta đánh 40 triệu là cái khoản cái chuyển của cái công trình số 2 ở đây chúng ta xóa chúng ta enter chọn công trình này sau đây các bạn chọn nhóm linh khoản là số 2 như vậy các bạn có thể lưu chứng từ các bạn vào thoát ra và vào bảng cân đối phát sinh tài khoản các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây là đã có tài khoản 62 trường này tiền, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy là đang lãi 408 triệu. Bây giờ cái phần 62 chuyển lên 911 nữa thì các bạn lãi đâu khoảng hơn 3 triệu. Như vậy, chúng ta sẽ vào bút toán kết chuyển tự động. Vào thực hiện các bút toán kết chuyển tự động, chúng ta sẽ kết chuyển lại cái bút toán 91 hai lên một chúng ta đánh phím cách để đánh dấu, chúng ta ấn cái F4 chuyển từ kỳ đến kỳ là tháng 1 chúng ta sẽ vào bảng cân đối phát sinh tài khoản quay lại xem lần nữa các bạn sẽ nhìn thấy là số liệu Lãi của các bạn là 300 à, 3 triệu bột 3 triệu tư các bạn sẽ copy cái dòng này các bạn tính bây giờ các bạn biết là lãi như thế rồi các bạn nhìn thấy là à, chúng ta sẽ phải tính ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây chúng ta sẽ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 22,5 phần trăm 22,5 chia cho 100. Các bạn nhìn thấy là có số liệu là à 765 085 đồng 765.085, chúng ta sẽ hạch toán à, phiếu kế toán. Ở đây chúng ta ghi à, vào đây là à 821 765.000 85 đồng chúng ta sẽ quay lại đánh vào là hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn đánh tiếp vào tài khoản là 3334 chúng ta lưu chứng từ sau khi chúng ta hạch toán xong cái chứng từ này thì chắc chắn lên cái bảng cân đối phát sinh nó sẽ dư ra cái 765.000 các bạn lưu ý là chúng ta sẽ kết chuyển tiếp cái bút toán thực hiện bút toán kết chuyển tự động cho cái cái dòng bút toán là 821 ở đây chúng ta chọn từ tháng 1 đến tháng 1 vào báo cáo tài chính các bạn là phải trong quá trình làm số liệu cái toán thì các bạn lưu ý là cái ngày hạch toán ở trên cái các cái màn hình cập nhật chứng từ các bạn có thể là các bạn đánh sai cái ngày hạch toán nghĩa là các bạn tìm không ra chứng từ đâu ở đây <laughs> sau khi đã thực hiện xong cái hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cái chuyển bút toán còn lại là bút toán lợi nhuận từ tháng 1 đến tháng 1 chúng ta đã làm xong số liệu của <laughs> phần mềm kế toán như vậy các bạn thấy là sẽ có lãi ở tài khoản 4212 là 202 triệu 6 như vậy các bạn có thể in báo cáo kế toán từ đây các bạn nhìn thấy là các số dư tài khoản 511 đến 911 là đã hết số dư chúng ta vào bảng các đối kế toán để kiểm tra đầu tiên là số cuối kỳ chúng ta sau khi chúng ta nhìn thấy xong thì chúng ta nhìn thấy là bảng tổng cộng tài sản như sau 615 triệu là số đầu năm ở phần nguồn vốn tổng cộng nguồn vốn là 615 triệu ở phần cuối kỳ là 1 triệu 1 tỷ 536 triệu ở đây cũng 1 tỷ 536 triệu có nghĩa là các bạn nhìn thấy là bảng cân đối kế toán đã cân các bạn lưu ý là bảng cân đối kế toán chỉ cân số liệu khi các bạn đã kết chuyển từ tài khoản từ đầu đầu năm đến đầu chín hết số dư nếu trường hợp mà chưa kết chuyển hết mà các bạn thấy là bảng cân đối kế toán chưa cân thì các bạn phải kiểm tra lại bảng cân đối phát sinh xem là các số liệu đã hết chưa à thì cái tiếp theo các bạn có thể in là các bạn xem báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây người ta chúng ta thấy là có thêm cái phần là phân tích luôn cái phần kỳ trước nhưng mà cái phần kỳ trước ở đây thì các bạn lưu ý là khi nếu các bạn mua bản quyền phần mềm trên 2 năm thì mới mới có cái 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 số liệu kỳ trước lần đầu tiên thì các bạn sẽ phải còn tính toán lại là kỳ trước không có số liệu trong phần mềm các bạn có thể nhìn thấy ở đây các bạn có thể ấn F7 trên bàn phím để các bạn chọn để in báo cáo thì ở đây là một cái cách thức là các bạn có thể in báo cáo là các bạn nhìn thấy ngay. À, trong đấy là các bạn có thể kiểm tra xem là à, tổng số dư tiền cuối kỳ bao nhiêu? À 38 triệu cộng với 62 triệu là khoảng 100 triệu. Chúng ta kiểm tra bảng lưu chuyển tiền tệ. À, sau khi xác định là cái thu tiền từ bán hàng cung cấp dịch vụ 100 ấy các bạn có thể thấy là số dư cuối kỳ là 101 triệu các bạn để đảm bảo là cái số liệu này là chốt theo số dư nhưng ở cái số lưu chuyển thuần thông kỳ này các bạn lưu ý là nó được tính từ mã số tính từ mã số thì các bạn thấy là số 20 cộng 30 cộng 40 ở đây các bạn nhìn thấy là 20 ở đây và giá trị 30 ở dòng này và giá trị 40 ở đây cộng lại thành cái giá trị này. Các bạn phải cộng hai số này lại cộng đúng với số này thì các bạn sẽ nhìn thấy là di tiền đề tệ chắc chắn sẽ đúng. Trong trường hợp cái số này cộng số này mà không đúng với số này thì các bạn sẽ phải hỗ trợ từ nhà cung cấp để cung cấp cho các bạn cách thức để các bạn kiểm tra sao sao để cho nó chính xác. Ở đấy trong cái phần chứng minh mà có thể chính thì tôi cũng trao đổi qua với các bạn ở đây là các bạn như thấy là cái quyết định 18 nó có 8 trang uh, phân tích theo các ô khác nhau. Các bạn lưu ý là uh, cũng có nhiều người đã từng thắc mắc với tôi là tại tại sao anh không không thiết kế phần mềm nó nằm vòng một trang. Ở đây các bạn lưu ý là mỗi một trang nó phân tích số liệu khác nhau. Đối với uh, những người lập trình phần mềm thì ý, không thể không thể không thể gom tất cả các cái bảng này lên thành một cái trang tức là cái số liệu ở đây thì có trang này 5 cột có trang này 10 cột có trang này chỉ có hai cột số liệu cho nên là không thể ghép được lên lên trên một cái trang thì chúng ta buộc phải tách ra các cái phần phân tích khác nhau ở đây có cái trang một là cái trang về lời giải thích của doanh nghiệp thì các bạn nên thiết kế ở ngoài uất để có thể trang trí đẹp hơn ở trong phần mềm cũng có thể lên được số liệu lên được các cái lời giải thích khi các bạn kích vào dòng này và các bạn đánh vào cái ô ví dụ ở đây là hình thức sở hữu vốn là cổ phần nhưng mà in ra thì nó không được đẹp lắm nhưng mà riêng cái trang số liệu trở về sau ấy các bạn lưu ý là cái số liệu trở về sau thì các bạn gần như có hết trong các cái trường hợp các bạn cần sửa sang cái đẹp hơn chúng ta có thể sử dụng phím in sau đấy chúng ta chọn từ trang đến trang 8 chẳng hạn chúng ta chọn tệp Excel ở ngay cái tệp Excel này lưu ra cái tệp Excel để các bạn có thể 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 sửa đổi trên tệp Excel và chọn quay ra khi lưu lưu số liệu có nghĩa là ở đây nó chỉ lưu cái phần thuyết minh và có thể chính khi bạn chỉnh sửa rồi thì các bạn nên lưu cái phần này có thể là cái phần trang đầu tiên các bạn đánh vào nên uh, cái việc lưu cái trang này để sau này các bạn không phải đánh lại nhưng mà cái trang đầu thì tôi khuyên các bạn nên trang trí ngoài cho nó đẹp hơn uh, như vậy là chúng tôi được hướng dẫn xong cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp số liệu trên phần mềm kế toán chúc các bạn thành công